Những khóa thiền định liên tục được mở tại Tịnh Xá Ngọc Thành. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng họ đều muốn trực tiếp trải nghiệm những thay đổi của bản thân thông qua việc tập thiền. Tôi cũng là một người trẻ thì tôi cũng phải đi làm, cũng phải tiếp xúc với rất là nhiều người. Và đặc biệt là cái ngành của tôi là ngành kinh doanh bất động sản, phải gặp rất là nhiều khách hàng. Thì đòi hỏi tôi phải có nhiều áp lực trong công việc. Và do đó thì tôi phải tìm một cái tâm linh gì đó để cho tư tưởng mình, cái tâm lý của mình nó được ổn thỏa hơn. Lớp thiền định này được Tịnh Xá Ngọc Thành, quận Thủ Đức tổ chức từ năm 2008. Ban đầu là để đáp ứng nhu cầu thiền định của các tăng ni, Phật tử trên địa bàn. Về sau, nhiều người từ khắp mọi miền đất nước biết đến và tìm đến tham gia. Đông nhất vẫn là giới tri thức, nhân viên công sở và chủ doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Khóa thiền kéo dài 10 ngày. 3 ngày đầu, thiền sinh được hướng dẫn phương pháp theo dõi hơi thở. Từ ngày thứ tư đến ngày thứ chín, học cách quan sát, cảm giác từng bộ phận trên cơ thể rồi toàn bộ cơ thể. Từ cảm giác thô đến tinh tế, với tâm luôn bình an, tỉnh giác, mà không tham đắm, chê bai, đối kháng. Ngày cuối cùng là thiền tâm. Trong suốt khóa thiền, các thiền sinh bắt buộc phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Họ phải dậy từ 4 giờ sáng và ngủ lúc 9 giờ 30 tối. Không nói chuyện, không tiếp xúc với bên ngoài. Đã có nhiều người không thể theo hết khóa học. Nhưng khi vượt qua, nhiều thiền sinh cho rằng họ cảm nhận về cuộc sống khác hơn. Trong cuộc sống, trong công việc và trong những cái cư xử hàng ngày, mình vô tình hoặc là vô tình tạo ra những cái điều sai mà mình không thấy hoặc là mình biết nhưng mình không chấp nhận được. Thì sau quá thiền mình chấp nhận cái điều đó dễ dàng hơn. Thì chính cái điều đó giúp cái cuộc sống và cái công việc của mình nó thuận lợi hơn. Những người xung quanh họ cũng cảm thấy là dễ chịu hơn. Tham dự khóa tu thiền một ngày và dài ngày tại các chùa đang là xu hướng lựa chọn của một bộ phận dân cư đô thị, nơi mà cuộc sống ngày càng có nhiều áp lực. Thì cái vấn đề thiền định lại còn cần thiết hơn nữa. Vì thiền định sẽ giúp cho con người thấy sự thật đúng như sự thật. Từ đó mà người đó sẽ có một cái sự sáng suốt để làm cho người đó thay đổi cái cách nhìn của mình đối với cuộc sống và đối với công việc. Cũng khó có thể nói rằng sau khóa học, các học viên này sẽ hết những lo toan trong cuộc sống, trong công việc. Thế nhưng, với những trải nghiệm thực tế từ một khóa thiền như thế này, dường như họ tự tin hơn vì biết rằng họ biết cách để chế ngự những khoản lo toan đó.